loại quả ở Việt Nam mọc đầy đường, nhổ đi không hết, bất ngờ xuất hiện cực xa xỉ trong các nhà hàng thế giới. Các bạn thân mến, khi nhắc tới những loại thực phẩm đắt đỏ, hẳn là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới trứng cá tầm đen tiền tỷ hay cua hoàng đế, tôm hùm Alaska hàng chục triệu đồng một cân. Hoặc là chùm nho Ruby Roman có giá tới 11 triệu đồng một quả. Tuy nhiên, thứ khiến người dân Việt Nam ngỡ ngàng và có phần bất ngờ trong năm vừa qua chính là thông tin về những loại rau, quả dại một số nước trên thế giới coi là thần dược. Theo đó, rau tầm bóp hay là quả tầm bóp được người dân toàn thế giới săn lùng, bày bán tại hệ thống siêu thị lớn nhất của Nhật Bản với giá niêm yết là gần 1 triệu đồng một cân. Các bạn không nghe nhầm đâu, loại quả mọc dại đầy bơ rau tưởng như là món ăn ám ảnh một thời bao cấp, nay lại trở thành thức quà đắt đỏ của người nước ngoài. Mà vì điều kiện thiên nhiên khác biệt nên họ không thể trồng được, mà muốn mua cũng chưa chắc đã có. Tầm bóp vốn là cây rau dại mọc hoang, người xưa không có thực phẩm, các cụ sử dụng làm rau ăn qua bữa. Và gần đây, nó trở nên sốt với những người sành ăn không chỉ vì ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh. Gần đây, giới văn phòng thích săn trái cây độc lạ xôn xao về loại quả có tên là Golden Berry, tên tiếng Việt chính là tầm bóp. Trên mạng xã hội Facebook của giới du học sinh và người lao động của Việt Nam tại Nhật Bản, đăng tải bức ảnh chụp khay quả tầm bóp được đóng theo trọng lượng là 100g. Niêm yết giá 338 yên, tương đương khoảng 70.000 đồng một lạng, tức là 700.000 đồng một cân. Tầm bóp được người Nhật mua về làm thuốc hoặc dành cho những người ăn kiêng. Theo đó, quả tầm bóp vị chua, tính bình, tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm. Vì thế đây còn được dùng như một vị thuốc nam. Quả tầm bóp hay còn gọi là thù lù, lồng đen hay anh đào đất, thường hay mọc hoang khắp nơi, ở trên các bờ ruộng, bãi cỏ, đất hoang hay ven đường làng quê. Khi bóp quả tầm bóp, vỏ bọc bên ngoài bị thủng, phát ra tiếng kêu nghe rất vui tai. Trẻ em ở quê xưa hay hái về rồi vỗ bóp lên trán cho xẹp lại rồi bóc lớp vỏ mỏng như tờ giấy ra và ăn. Tầm bóp ở Việt Nam có rất nhiều, tuy nhiên ít được sử dụng dù có một số dược tính tốt. Rau tầm bóp là một loại cây dại mọc bạt ngàn ở bờ ruộng, đất trống ven đường, ven rừng, chủ yếu ở nông thôn. Nếu quả tầm bóp ở Việt Nam chỉ cần ra bờ ruộng ven sông thôi là có thể hái cả nắm mang về mà không tốn tiền mua, thì ở Nhật Bản đây là một thứ quả siêu đắt. Do nhu cầu trong một xã hội phát triển tiên tiến, người tiêu dùng đặt sức khỏe lên hàng đầu nên họ yêu thích các loại rau, trái cây sạch và lành tính. Chính vì vậy, tầm bóp đang đứng đầu trong danh sách các loại rau nhà giàu được các bà nội trợ săn lùng. Không chỉ rau tầm bóp, quả tầm bóp cũng ghi những thành tích đáng nể trên chuồng đua nông sản quốc tế. Nếu ở Việt Nam, những loại quả như tầm bóp, trái bần, me, chanh leo đều là những loại thực phẩm giá rẻ, được trồng đại trà và được thu hoạch với số lượng lớn. Thậm chí, mọc hoang đầy ở các khu vườn, ven đường và được xem như quả dại, cho không ai lấy. Tuy nhiên, khi được xuất ngoại thì chúng lại có giá gây choáng váng. Tầm bóp là cây thuốc nam quý, dạng cây thảo mọc hàng năm, cao từ 50 đến 90cm, phân nhiều cành. Thân cây có góc thường rũ xuống, lá mọc so le, hình bầu dục, chia thùy hay không, dài 30 đến 35mm, rộng từ 20 đến 40mm, cuống lá dài từ 15 đến 30mm. Hoa mọc đơn độc, có cuống mảnh, dài khoảng 1cm, đài hình chuông, có lông, chia ra từ phía giữa thành năm thùy. Giá trị nhất của cây tầm bóp là quả tầm bóp. Quả có hình tròn nhỏ như quả cà, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp vỏ mỏng, giống hình lồng đèn, nên ở một vài nơi, tầm bóp còn được gọi là cây đèn lồng hay là thù lù cạnh. Khi chín, quả sẽ có màu đỏ rất đẹp, vị hơi chua, có thể chế biến làm mứt, thậm chí là làm thuốc chữa bệnh. Những quả tầm bóp này có tác dụng rất tốt trong việc giải nhiệt, chữa các bệnh về thận, bài tiết, chữa ho, tiêu đờm. Quả tầm bóp đẹp và lạ, nên cây tầm bóp cũng được dùng làm cây cảnh. Ngoài ra, quả tầm bóp khi chín có màu đỏ, vị hơi ngọt, có nhiều dược tính quý báu, có thể làm nước giải nhiệt. Có lẽ chúng ta sống tại Việt Nam còn chưa biết nhiều đến thức uống có tên là nước ép tầm bóp, nhưng nó lại rất phổ biến ở nước ngoài, đặc biệt là tại Nhật Bản và các quốc gia phương Tây. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, người phương Tây thường uống một ly nước ép tầm bóp, giải độc, thanh mát, lại chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe. Thời gian trước, khi kinh tế nước ta còn vô cùng khó khăn, nạn đói hoành hành, rau tầm bóp được thu hái để ăn tạm như một loại rau cứu đói. Giờ đây, khi kinh tế đã khá hơn nhiều, người dân cũng có điều kiện để mua các loại thực phẩm quý và đắt tiền hơn.
Tuy nhiên, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối cho người tiêu dùng. Giải pháp mà các bà nội trợ tìm đến là mua các loại cây dại sạch sẽ, không chứa thuốc bảo quản. Ngày càng nhiều người biết đến các loại rau dại nhưng sạch, ngon và tốt cho sức khỏe như rau tầm bóp, rau rèn cơm. Nhiều bà nội trợ tâm sự, giá không chỉ đắt gấp đôi gấp ba các loại rau thường, thậm chí còn đắt hơn cả thịt cá bán ngoài chợ. Mỗi lần đi chợ, muốn ăn các loại rau càng cua, rau tầm bóp, rau rèn cơm hay rau sam, các bà đều phải đặt trước hàng rau để họ phần cho mình. Chính vì vậy, những người sành ăn bây giờ rất thích ăn rau tầm bóp. Ở các thành thị lớn, bạn mua quả tầm bóp là mua rau nhà giàu, trong khi quả tầm bóp ngày xưa là thức ăn của người nghèo. Tầm bóp có cùng họ hàng với cà chua bi. Đây là loại quả có hương thơm đặc trưng, xen lẫn của vị dâu, nho, táo, dứa, kiwi. Vì thế, tầm bóp có vị chua chua, ngọt ngọt, xen lẫn, rất kích thích vị giác. Tầm bóp có đặc tính kháng khuẩn, chống nấm và virus, ngăn ngừa ung thư, chống đông máu, giảm nguy cơ mắc bệnh bạch huyết, ổn định huyết áp. Tầm bóp luộc, nấu, xào đều hấp dẫn. Thường xuyên ăn rau sẽ giúp thanh nhiệt, cải thiện chức năng tiêu hóa. Thành phần hóa học quả của cây tầm bóp có chứa nhiều chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, sắt, vitamin A, vitamin C. Cũng chính vì giá trị dinh dưỡng lớn mà những người làm công việc lênh đênh trên sông nước nên ăn để tránh được bệnh scorbut do thiếu vitamin C gây ra, gây chảy máu nướu răng, chậm lành vết thương, các vết thâm tím rộng lan trên da. Rau tầm bóp có thể chế biến thành nhiều món ăn và đều mang đến hương vị rất lạ, hơi đắng nhưng thanh và mát. Tầm bóp luộc, nấu, xào với thịt đều hấp dẫn. Trong các bữa tiệc chung vui gia đình, bạn bè, tầm bóp cũng xuất hiện cùng với món lẩu. Tầm bóp không chỉ sạch mà còn rất tốt cho sức khỏe. Vì tính mát của rau nên rau có hiệu quả tốt cho việc chữa trị các bệnh dạ dày, giải nhiệt và trị mụn nhọt. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng được. Rễ cây tầm bóp là một dược liệu dùng để chữa bệnh đái tháo đường, một bệnh rất phổ biến ở Việt Nam. Ngoài ra, vì hình thù của cây tầm bóp đẹp, màu sắc lại hấp dẫn, cho nên nó còn có thể làm cây cảnh để trong nhà, để tôn lên vẻ đẹp của căn phòng và làm tươi mới môi trường sống, đem lại cho bạn cảm giác phấn khích để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sinh lực. Do đặc thù khí hậu, địa hình vùng đất mà Việt Nam có hệ sinh thái rất đa dạng, động vật cây cỏ sinh trưởng tốt, có nhiều họ, nhiều loài phong phú. Nhiều loại cây quả dù chỉ mọc dại phổ biến ở Việt Nam nhưng trên thế giới lại là hàng hiếm, trở thành thứ được săn lùng, có giá cả cực đắt và còn cháy hàng. Lý do chính có thể coi là do sự khác biệt về điều kiện địa lý, khí hậu, dinh dưỡng ở các quốc gia, nên các loại cây quả mọc dại ở Việt Nam này rất khó trồng, chỉ có sản lượng cực hiếm hoặc phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Vì vậy mà chúng mới đắt đỏ và cháy hàng như vậy. Cơn sốt rau dại, giá đắt hơn cả thịt. Biết các loại rau dại ở nước mình đều là thần dược, dân Việt Nam bắt đầu săn mua về ăn vì ngộ ra rằng, ngoài tác dụng tốt cho sức khỏe, rau dại cũng được xếp vào danh sách là rau sạch. Bởi theo đa phần các bà nội trợ, rau dại mọc hoang, không phải là rau trồng, chẳng ai phun thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật, nên có lẽ là chúng sạch hơn, ăn sẽ yên tâm hơn. Bên cạnh đó, các nông dân sần thượng cũng bắt đầu để mắt tìm mua bằng được hạt giống về gieo trồng, lấy rau ăn hàng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, từ loại rau dại bị nhổ vứt đi, rau này càng ngày được trồng đầy vườn và phủ khắp sần thượng. Những giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu vô cùng to lớn của cây tầm bóp khiến cho nhiều người săn lùng loại rau dại này. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta, chưa có cơ sở nào trồng loại rau này để cung cấp thường xuyên, liên tục phục vụ cho thị trường. Trồng cây tầm bóp đang hứa hẹn một tiềm năng kinh tế rất lớn, cung cấp cho thị trường Việt Nam và thế giới. Đưa khách ra thăm vườn rau tầm bóp được trồng ngay sau nhà, chị Hiền, vợ anh Trúc Bá Hải, thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ. Đây là diện tích nhà kính được anh chị làm để trồng các loại rau khá phổ biến như cà chua, dưa leo. Nhưng sức khỏe của chị yếu, công chăm sóc khó khăn, trồng các loại cây trái cần nhiều công lao động cũng là việc hơi quá sức. Vậy là anh chị tính toán trồng cây gì cho đỡ mệt mỏi, lại có thu nhập. Và từ cái nhìn của người nông dân, anh chị đã gieo một vườn toàn cây tầm bóp, thứ cây thường mọc hoang dại khắp vườn, khắp đất hoang tỉnh Lâm Đồng. Thấy nhiều người dùng ngọn tầm bóp ăn lẩu bởi vì thích vị nhẫn nhẫn đắng, vị ngọt hậu của loại rau này. Thấy mọi người thu hái rau mọc tự nhiên, chị nảy ra ý định trồng cây tầm bóp thử xem.
Sau đó, chị Hiền thu hoạch những trái chín đen, phơi khô, rắc hạt trên đất được làm sẵn. Và thành quả đã có sau những ngày chờ đợi. Sau 3 tháng kể từ ngày rắc hạt, những cây tầm bóp con nhỏ xíu mọc lên và chỉ vài tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Anh chị cung cấp đọt tầm bóp non cho chợ, cho nhà hàng cũng mang lại một nguồn thu ổn định với công chăm sóc và chi phí đầu tư ít. Thưa các bạn, loại cây này có giá trị như vậy, nhưng nâng tầm giá trị của tầm bóp hay chọn khởi nghiệp với nó thì lại là một hành trình khó khăn khác. Một câu chuyện của chị Bùi Thị Nga, 32 tuổi, ở huyện Cát Tiên, Lâm Đồng, người khởi nghiệp với trái tầm bóp bộc bạch rằng: "Tôi đã chọn con đường ấy, dù rất liều lĩnh. Trái tầm bóp có vị ngon, lại tốt cho sức khỏe. Tại sao lại không thương mại hóa loại trái cây này?" Lúc nào chị Nga cũng trăn trở về việc nhiều nông sản Việt Nam bị thương lái Trung Quốc ép giá đến độ thê thảm, tệ hơn là bị bỏ không thu mua. Hoặc đau lòng hơn là có những loại trái cây loại 1 thì thường ưu tiên để xuất khẩu, còn người dân trong nước mình thì chỉ được ăn loại 2, loại 3. Vào tháng 1 năm 2019, chị quyết định thành lập công ty Song Nga, xây dựng nhãn hiệu Physalis Việt Nam. Mong muốn của tôi là người Việt sẽ được tiếp cận loại trái cây mới, tốt như thuốc tầm bóp, rất thơm ngon mà đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi người dân Việt Nam đủ dùng rồi thì mới cho đi xuất khẩu. 100 triệu người Việt Nam là con số không hề nhỏ nếu so với thị trường Nhật hoặc Hàn Quốc. Đến nay, sản phẩm của chị Nga bán 100% nội địa. Sau những lần đàm phán khó khăn, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, trái tầm bóp của chị đã có mặt trên 36 tỉnh thành Việt Nam và trong các chuỗi siêu thị lớn như Coopmart, Big C, Bách Hóa Xanh. Hiện tại, chị đang tiếp tục đàm phán để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng hoặc các tiệm bánh khác. Tất cả sản phẩm đưa ra thị trường đều do công ty của chị Nga chủ động sản xuất, tuyển lựa công nhân và ký hợp đồng độc quyền bao tiêu. Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp luôn làm việc cùng và theo sát với bà con, để sản phẩm trồng, chăm sóc theo đúng tiêu chuẩn sạch và an toàn. Thu hoạch trái chín bằng tay, hàng thì được chứa trong khay nhựa sạch sẽ và vận chuyển ngay về kho. Các bạn thân mến, trong một xã hội hiện đại, con người ta lại thích tìm về những món ăn xưa cũ. Và cũng từ đây, hàng loạt thức quả nông sản Việt tưởng như cho cũng không ai thèm lấy lại trở thành những cơn sốt, những trào lưu của người phương Tây. Chỉ khi mắt thấy tai nghe, chúng ta mới biết được hết công dụng của nó. Hy vọng bà con Việt Nam sẽ tận dụng tốt những ưu ái được thiên nhiên trao tặng để phát triển kinh tế và đưa nông sản Việt đến nhiều hơn với thị trường quốc tế. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!